Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, cha Giuse Lăng Kinh Luân sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ suy niệm lời Chúa thứ ba, tuần thứ bảy phục sinh. Và hôm nay chúng ta cũng mừng kính lễ thánh Matthew Tông Đồ. Và giờ đây xin kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được nhiều hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người sẽ ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy cho anh em là hãy yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thứ ba hôm nay chúng ta mừng lễ kính thánh Matthew Tông Đồ. Chúng ta cũng đã được nghe nhiều lần về tiểu sử của thánh Matthew. Và như chúng ta được biết, thánh Matthew là người thu thuế. Và sau khi Chúa Giêsu gọi ông đi theo Ngài, thì Ngài đã bỏ tất cả để đi theo Chúa, làm môn đệ của Chúa. Và chúng ta cũng biết thánh Matthew còn viết lên phúc âm thánh Matthew. Và người ta nói rằng thánh Matthew là người viết phúc âm, là phúc âm của Ngài, là phúc âm đầu tiên trong các phúc âm. Hay như thế, chúng ta cũng thấy cảm nghiệm của thánh Matthew khi được Chúa gọi. Ngài đã gần gũi với Chúa, Ngài đã hiểu được những cái mặc khải của Chúa Giêsu, và Ngài đã viết lên phúc âm của thánh Matthew để trình thuật về cái công trình cứu độ mà Chúa Giêsu thực hiện. Thì hôm nay thì chúng ta đi vào cái lời Chúa, thì lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Cái giới răn yêu thương vẫn luôn luôn là cái giới răn quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu. Tại sao quan trọng nhất? Nếu chúng ta đọc và chúng ta đi sâu vào cái lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy
khi yêu thương thì con người sẽ không còn khoảng cách. Con người sẽ không còn khoảng cách với nhau và cũng không còn khoảng cách với Thiên Chúa. Nên Chúa Giêsu hôm nay cũng nói: nếu anh em yêu mến Thầy thì em giữ lời Thầy. Và nếu anh em giữ lời Thầy thì không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, Thầy gọi anh em là bạn hữu. Hay như thế, để hôm nay chúng ta thấy rằng trong cái đời sống mình phải có tình yêu. Và khi có tình yêu thì đừng bao giờ chúng ta giữ khoảng cách với anh em, đừng bao giờ chúng ta giữ khoảng cách với Thiên Chúa. Bởi vì tình yêu là mối dây liên kết chúng ta với Thiên Chúa và với anh em. Và để như thế thì hôm nay chúng ta phải sống theo tinh thần của Đức Kitô. Mà cái tinh thần của Đức Kitô là mời gọi chúng ta sống theo lời của Chúa Cha, thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu cũng đã mặc khải những cái điều ấy. Ngài sống theo lời của Chúa Cha và thánh ý của Chúa Cha, và sống trong tình yêu của Chúa Cha. Và hôm nay chúng ta được mời gọi sống trong cái tình yêu của Ngài, ở lại trong tình yêu của Ngài, ở lại trong tình yêu của Ngài, thì là chúng ta sống theo cái lời của Ngài. Như thế để cho chúng ta mỗi lần mỗi giây tình yêu nó rất quan trọng giữa Chúa Cha và Chúa Con, và giữa chúng ta với Chúa Con và Chúa Cha. Và cũng như Thánh Phanxicô cũng đã nói là khi chúng ta yêu mến, chúng ta sẽ được mến yêu. Giêsu hiểu cái điều ấy hơn ai hết. Chính Ngài yêu mến Chúa Cha, sống theo lời của Chúa Cha, và Chúa Cha đã yêu mến Ngài. Thì hôm nay nếu chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta sống theo lời Chúa, Chúa cũng sẽ yêu mến chúng ta. Hay như thế, chúng ta thấy rằng để được hiệp thông cùng với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là mời gọi chúng ta sống trong tình yêu của Ngài và đi theo tình yêu của Ngài. Và để đi theo cái tình yêu của Ngài thì chúng ta phải yêu thương anh em. Nói như thế thì chúng ta cứ nói, có thể chúng ta nói lòng vòng, nhưng chúng ta cũng thấy rằng một cái điều mà Chúa để lại là hãy yêu thương nhau. Thế hôm nay để nhìn lại, mình là những người đi theo Chúa, những người tin vào Chúa, những người luôn luôn nói rằng chúng ta yêu mến Chúa, nhưng chúng ta có yêu mến anh em chúng ta hay không? Chúng ta có giữ khoảng cách với anh em chúng ta hay không? Nhưng thực tế, nhìn vào thực tế thì vẫn còn khoảng cách, vẫn còn chia rẽ, vẫn còn bất đồng, vẫn còn ghen ghét nhau. Ngày nào chúng ta còn giữ như thế thì chúng ta chưa có tình yêu thịnh, chưa có tình yêu dành cho Thiên Chúa, chưa thật sự yêu mến Chúa. Thế cũng là để hôm nay chúng ta, chính chúng ta cũng cần phải nhìn lại để chúng ta sống làm sao, chúng ta sống làm sao để chúng ta thấy rằng mình không phải hổ thẹn với Chúa, mình không cảm thấy mắc cỡ với Chúa. Cái mắc cỡ là chúng ta nói yêu, mà chúng ta nói yêu Chúa mà chúng ta lại không yêu thương anh em. Rõ ràng hôm nay chính Chúa cũng để lại cho các môn đệ cái điều răn yêu mến nhau, là cũng để cho các môn đệ sống trong cái tình yêu của Thiên Chúa, để sống cho các môn đệ không còn đấu đá nhau nữa, không còn phân biệt nhau nữa, không còn nhìn thấy quyền lực, không còn nhìn tiền bạc nữa, mà hãy nhìn về Thiên Chúa và nhìn về cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Hôm nay chúng ta cũng thấy tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải đáp lại bằng việc chúng ta yêu thương anh chị em của mình. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.